Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ Duy Khánh Hải Phòng. Bên em đơn vị chuyên kinh doanh mua và bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng, đối diện chùa Cao Linh các bác nhé. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay em lại review lên sóng giới thiệu với các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng. Đó là chiếc Toyota Innova, có năm sản xuất 2010, bản G xịn, máy xăng số sàn, động cơ 2.0, với mức giá 310 triệu đồng. Vâng, 310 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Vâng, chiếc xe được sơn xi màu bạc, hai cụm đèn pha, đèn gầm rất ok, mang biển kiểm soát 15A31396, sơn xi thì rất là đẹp. Một chiếc xe gia đình không taxi, dịch vụ không đâm xô tai nạn ngập nước. Bản cờ xịn là trang bị 4 bánh Nazalux, phanh đĩa ABS, túi khí đầy đủ. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh và bấm nút chuông phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về cửa hàng mà em đưa lên. Nội thất thì vô lăng cực đẹp các bác nhé, cực mới các bác nhé, một chiếc xe gia đình đi cực kỳ là gìn giữ. Đó, đầu đài nguyên bản, nội thất cực tươi, nội thất ghế da nguyên bản, trần lỉ nguyên bản, một chiếc xe gia đình bản G xịn. Một chiếc xe đẹp xuất sắc trong tầm giá các bác nhé. Đấy, các cái bảng táp lô táp đi cánh cửa này, thực sự là rất đẹp các bác nhé. Gương kính chỉnh điện, đấy, 310 triệu đồng các bác nhé. Toyota Innova bản G xịn 2010, một chiếc xe gia đình không taxi, dịch vụ không đâm số tai nạn ngập nước. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe mình, chiếc xe này cũng như trao đổi thông tin về giá cả nhé. Tem mác sản xuất đây các bác, 2010 bản G xịn. Đấy, các con ốc bản lề còn chưa thèm động đến cờ lê màu nết các bác nhé. Bảng táp lô thì cực, táp ly cực kỳ sạch sẽ này. Keo chỉ zin hoàn tập các bác nhé. Hàng ghế thứ hai đây các bác. Đó, ghế già cực kỳ là đẹp các bác nhé. Lâu lắm rồi em chưa có con Innova đời 2010 mà này, xe dình mà đẹp đến mức như này các bác nhé. Đó, đẹp không tì vết. Còn ốc bàn này này, phần là táp ly cực kỳ sạch sẽ này. Đó, keo chỉ zin. Bốn quả lốp thì rất đều nhau, bốn bánh Nazalux, lốp thì còn được 7-80% các bác nhá. Đó, rãnh lốp còn rất sâu. Toyota Innova bản G xịn, có năm sản xuất 2010, máy xăng số sàn, động cơ 2.0, mang biển kiểm soát 15A. Đấy, được trang bị cam lùi, cam hành trình các bác nhá, cảm biến lùi, mặc dù là đầu đài nguyên bản. Được lắp thêm phần cản ở sau này các bác này. Đó, sơn xì quá là đẹp các bác nhé. Các bác hãy nhanh tay gọi điện cho em theo số điện thoại 0917165240 để xem chiếc xe này các bác. Một chiếc xe gia đình không taxi, dịch vụ không đâm xô tai nạn ngập nước. Đó, phần máng nước cái bác này. Đó, phần đinh tán này. Mỗi hàn chọc điện ốc bần này. Đó, xe gia đình đi cực kỳ là gìn giữ nhá, keo chỉ lắp cốp đây các bác, không mất đến một phân. Một dòng xe cực lành. Máy móc ít hỏng vặt. Đấy, chân kính vẻ mưa đầy đủ nhá. Tay nắm cửa ốp block mạ chrome. Đó,
cột kèo đinh bấm zin. Đó. Các con ốc bàn lề này chưa hề đụng đến là lên màu lết các bác nhé. Phần tắt đi cánh cửa quá là sạch sẽ này. Cao chỉ zin. 4 cánh. Quá đẹp các bác, cửa đóng phòng phập. Xe này thì được trang bị túi khí cho người lái và người bên phụ đây các bác nhé. Táp lô thì được cái trang bị thảm trải táp lô nhé, chống xước. Xong là đẹp xuất sắc các bác. Đó. Chiếc xe có hạn đăng kiểm đến tháng 10 năm 2021. Đó. Còn rất dài các bác nhé. Sơn xi nguyên bản, sơn xi cực đẹp các bác nhé. Vâng, sau đây sẽ tiến về phần nội thất để test qua các chức năng cơ bản. Một chiếc xe này. Đấy, vô lăng đây các bác. Vô lăng 4 chấu này. Có túi khí này. Đó. Bản G xịn 2010. Em nổ máy các bác nhé. Đó, máy nổ. Cực kỳ ok. Màn hình đầu đài nguyên bản, trang bị cam hành trình, cam lùi, đó, gương chỉnh điện, đó. Kính rất là ok nhé, điều hòa 3 dàn các bác nhé. Một cái gương phía sau này, ở kính phía sau nó trục trặc, bên em sẽ xử lý các bác nhé. Phần xi nhan này phun nước gạt mưa, phun rất là đẹp các bác nhé. Phần quả số đây các bác này, phanh tay, điều hòa 2 chiều. Ba dàn các bác nhé, rồi cực khỏe đúng không? Nóng lạnh đầy đủ. Đèn cảnh báo này các bác. Đó, phần kính này, đèn trần, chắn nắng. Đó, điều hòa 3 dàn. Chiếc Toyota Innova năm 2010 không thể đẹp hơn được các bác nhé. 310 triệu đồng. Đó. Máy đang nổ các bác, máy nổ cực đều tiếng cực êm. Nóng được cực kỳ khô ráo và sạch sẽ nhé. Xe được ném quay luôn em. Chưa còn được gì quá. Còn đây là cụ Kia Vest đây. Đó. Phần tai đây các bác, em mát được sản xuất. Đeo chỉ lắp cốp, lắp cabo đây các bác này. Tài cũng rất là, con ốc cực kỳ là tròn nhé, cực nhớ nhé. Đó, phần cản đây các bác. Toyota Innova, năm 2010, bản gia đình xịn.
Rồi. Vâng, vừa rồi em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vượt cửa bến cửa hàng. Đó là chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2010, bản G xịn, máy xăng số sàn động cơ 2.0 với mức giá 310 triệu đồng. Vâng, một mức giá rất tốt các bác, 310 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác làm một đúng chất mẫu xe này, nhấc máy liên hệ trực tiếp em Khánh theo số điện thoại 0917165240 và kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như trao đổi thông tin về giá cả. Vâng, em xin được kết thúc video đây, em xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.